Xin chào các bạn đã xem video của Nhi. Thì hôm nay Nhi có làm một món ăn cơm gia đình, đó là sườn áp chảo sốt dầu mè. Thì cách mình làm sườn mình ăn không có, khi mình ăn sườn nó giòn, nó thơm mùi mè và nó không có bị tương dầu mỡ nhiều ra từ miếng sườn, ăn cùng cơm nóng rất là ngon. Thì các bạn hãy vào bếp làm món ăn này cùng với Nhi nha. Và Nhi có đây là 1 ký sườn heo Nhi đã rửa sạch qua với nước lạnh và muối ngâm 30 phút, và sau đó mình rửa lại cho thật sạch. Thì Nhi ướp thịt, Nhi cho vô đây 1 muỗng cà phê bột tỏi, và Nhi dằn vô là 1 tí tiêu xay và 1/4 muỗng ăn canh đường cát. Mình không có cho đường cát nhiều, vì cho nhiều chiên thịt dễ bị khét. Và Nhi dằn vô 1 tí muối, và sau đó mình trộn lên cho cái thịt này nó đều gia vị, và sau đó mình ướp thịt trong vòng 30 phút. Và Nhi có đây là 4 tép tỏi, thì mình đi băm cái tỏi này ra nhỏ nha. Và hành lá thì hành lá tùy mình thích ăn nhiều hay ăn ít mà mình dùng, và Nhi cũng xắt phần hành lá nhỏ nhỏ ra. Và mình xắt hành lá và tỏi thì mình cho vô trong cái tô luôn nha. Và sau đó Nhi cho vô là 1 muỗng ăn canh ớt khô xay và 1 muỗng ăn canh mè trắng. Và Nhi cho vô đây là dầu mình đã đun sôi nè, Nhi cho vô là 3 muỗng ăn canh. Và sau đó mình trộn lên cho nó đều gia vị. Dầu này là dầu nóng nha, Nhi nấu nó đã sôi lên rồi Nhi mới cho vô. Và sau đó mình cho vô đây là 1 muỗng ăn canh đường cát và 1 muỗng ăn canh xì dầu và 1 muỗng ăn canh nước mắm. Thì các bạn có thể dùng nước mắm hết cũng được hoặc dùng hết xì dầu cũng được. Và mình cho vô 2 muỗng ăn canh nước lạnh, và sau đó mình quậy cho cái phần sốt này đều và đến khi tan đường. Và phần dầu thì Nhi cho vô đây khoảng 3 muỗng ăn canh dầu thôi. Mình đợi cho dầu nóng thì mình cho thịt vô mình chiên. Thì cái phần thịt mình chiên nó sẽ ra, lúc mình chiên cái thịt nó sẽ ra mỡ nữa, nên Nhi không có cho dầu nhiều. Mình cho 2 hoặc 3 muỗng ăn canh là được. Thì mình chiên với lửa vừa khoảng 15-18 phút. Mình chiên hoặc đến khi nào cái thịt nó chín thì mình chiên lửa nhỏ, thì cái thịt nó sẽ chín đều, nó không có dễ bị khét. Lửa lớn thì nó dễ bị khét. Và trong thời gian chiên thì mình nhớ đảo đều thịt. Và thịt thì có cái bẹ sườn, cái bự, cái nhỏ, thì thế nào mà mình thấy nó chín đều trước đó thì mình gắp ra. Thì Nhi chiên khoảng 18 phút là cái phần sườn nó chín hết rồi đó các bạn. Và thịt mình chiên á, cái mỡ nó ra nên nó cũng không có thấm dầu vô nhiều. Và sau đó mình đổi qua một cái chảo khác, và mình cũng nấu với lửa vừa nha. Mình cho hết cái phần sốt khi nãy mình pha nè, mình cho vào, và sau đó mình nấu khoảng 4-5 phút với lửa vừa, không có lớn quá. Và mình cũng đảo thịt cho đều, cho cái phần thịt của mình thấm đều gia vị á. Và sau khi 4 phút nấu thì cái sốt của mình nó cũng đã kẹo lại rồi, thịt nó cũng thấm gia vị, thì mình tắt bếp nha. Và thế là mình đã xong một món sườn chiên sốt mè rồi. Cách làm thì rất là đơn giản, không có gì khó, nhưng mà sườn mình ăn á, chiên kiểu mớ lạ này mình ăn nó thơm và lạ.
lạ miệng ăn rất là ngon. Nếu như các bạn yêu thích video này thì like, đăng ký kênh và nhớ theo dõi những video mới từ kênh của Nhi nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.